Tuần thứ hai của năm mới 2021 chuẩn bị khép lại với những câu chuyện quốc tế đầy bất ngờ. Có những bất ngờ thú vị nhưng cũng có những bất ngờ khiến cho người ta cảm thấy sững sờ. Nội dung chi tiết sẽ được biên tập viên Kim Huệ gửi đến quý vị ngay sau đây. Vâng, xin cảm ơn anh Hạnh Phúc. Xin chào quý vị khán giả. Chúng ta sẽ bắt đầu mục điểm tuần. Câu chuyện quốc tế với hình ảnh có lẽ là ấn tượng nhất trong tuần này. Từ hành lang cho đến đại sảnh, hàng nghìn vệ binh quốc gia Mỹ nằm ngủ la liệt ngay trên sàn nhà bên trong điện Capitol, trụ sở Quốc hội của Mỹ. Và chắc quý vị cũng đoán được, đây là kế hoạch bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sau sự kiện bạo loạn ngày 6 tháng 1 vừa qua. Và một chương trình bảo vệ lễ nhậm chức nghiêm ngặt nhất so với các đời Tổng thống tiền nhiệm. Câu chuyện này được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Hàng trăm vệ binh quốc gia nằm ngủ la liệt trên sàn tòa nhà Quốc hội Mỹ để túc trực ở đây sau sự kiện bạo loạn hôm 6 tháng 1. Họ túc trực 24/24. Các vệ binh ngủ trên sàn đá, dựa vào những cây cột, các bức tượng, sử dụng ba lô hay bậc cầu thang làm gối. Với vũ khí và các lá chắn chống bạo động được đặt ngay sát cạnh. Những hình ảnh này được các phóng viên, nhà báo đăng tải trên trang Twitter. Hôm nay bắt chuyện với vệ binh quốc gia tại điện Capitol. Tôi sững sờ về việc rất nhiều người trong số họ vẫn còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp cấp 3. Điện Capitol, nơi những thiếu niên ở độ tuổi họ thường xếp hàng để tham quan. Còn bây giờ họ ở đây, mặc đồng phục và mang theo vũ khí. Vệ binh quốc gia tại điện Capitol đang đọc cuốn Người khổng lồ nghiêng vai, hợp hoàn cảnh dễ sợ. Hả, ngay cả hộp pizza cũng đang làm nhiệm vụ kêu gọi đoàn kết. Hơn 20.000 lính vệ binh quốc gia Mỹ dự kiến được triển khai cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Con số này nhiều gấp 3 lần số lượng lính Mỹ đang hoạt động tại Afghanistan, Iraq hay Syria cộng lại. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, khả năng bảo đảm trật tự của lực lượng an ninh Mỹ đang bị đặt một dấu hỏi lớn, đặc biệt là khi xuất hiện các nghi vấn cảnh sát hỗ trợ người biểu tình gây ra bạo loạn tại điện Capitol hôm 6 tháng 1 vừa qua. Hình ảnh mới được công bố này cho thấy các cảnh sát Capitol đã đứng sang một bên để người biểu tình tràn vào khu vực nhà Quốc hội. Ngoài ra còn có hình ảnh cho thấy một cảnh sát đã chụp ảnh selfie với kẻ bạo động. Hiện hai sĩ quan ở Sở Cảnh sát Virginia đã bị đình chỉ để điều tra với nghi vấn thực hiện hành vi trái pháp luật ngoài giờ làm việc liên quan đến vụ hỗn loạn tại Quốc hội Mỹ. Và hiện các thông tin liên quan tới nghi vấn này vẫn đang được báo chí và phía cảnh sát tiến hành kiểm chứng. Vâng, buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào ngày 20 tháng 1 tới sẽ là một trong những sự kiện được quan tâm nhất trên thế giới trong năm 2021. Và sự kiện đánh dấu nước Mỹ bước sang một giai đoạn mới. Chính vì tính chất quan trọng này mà các lực lượng an ninh đang ráo riết chuẩn bị, đảm bảo không để xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của nước Mỹ. Và bên cạnh lực lượng vệ binh quốc gia được bố trí dày đặc, hàng nghìn cảnh sát và lực lượng mật vụ sẽ tham gia đảm trách công tác an ninh. Chia sẻ thông tin với giới truyền thông sau cuộc họp cho sự kiện quan trọng này, Hạ nghị sĩ Tom Malinowski cho biết giới chức đã chuẩn bị kỹ kế hoạch ứng phó, thiết lập an ninh ở mức tối đa. Nếu những kế hoạch này được áp dụng tại điện Capitol hôm 6 tháng 1 vừa qua, thì một con ruồi cũng khó có thể lọt được vào tòa nhà này. Như vậy, những gì mà chính quyền Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đang làm là triển khai một lực lượng an ninh lớn chưa từng có để bảo vệ lễ nhậm chức của những người kế nhiệm. Một động thái có lẽ là sẽ giành được sự ủng hộ của công chúng sau vụ bạo loạn hôm 6 tháng 1 do những người ủng hộ ông Trump gây ra. Nhưng sự cô đơn của Tổng thống đương nhiệm Mỹ trong những ngày cuối nhiệm kỳ có lẽ là vẫn còn. Hàng loạt mạng xã hội như là Facebook, Twitter và cả YouTube đã khóa tài khoản của người đứng đầu Nhà Trắng. Động thái gây ra những tranh cãi gay gắt. Và truyền thông Mỹ thì trời chữ khá hài hước. Big Tech, Big Mistake, hãng công nghệ lớn, lỗi lầm cũng lớn. Các Tổng thống Mỹ trước đây thường truyền đi thông điệp của mình trên truyền hình. Nhưng dưới thời Tổng thống Trump, muốn biết diễn biến mới nhất của ông trên chính trường thì hãy lên mạng xã hội Twitter. Trong suốt nhiệm kỳ 4 năm qua, ông Trump dùng các dòng tweet ngắn gọn để thông báo các quyết sách quan trọng, khích lệ hoặc làm trao đảo thị trường. Ông truyền thông điệp trực tiếp tới công chúng mà không cần sự diễn giải của báo chí. Xin cảm ơn. Nhiều người bảo tôi là người đăng những dòng tweet 140 ký tự giỏi nhất trên thế giới. Mọi thứ đều dễ dàng khi chúng ta vui vẻ. Tổng thống Trump là người sử dụng nhiệt thành của các mạng xã hội. Ấy vậy mà đến giờ, các mạng xã hội như Twitter, Facebook và YouTube lại quay lưng với ông
Vì thế, ông Trump đã rất thất vọng với cách hành xử sai lầm của các công ty công nghệ lớn. Tôi nghĩ rằng các công ty công nghệ lớn đang làm một điều kinh khủng đối với đất nước của chúng ta. Và tôi tin rằng đó sẽ là một sai lầm thảm khốc đối với họ. Họ đang gây chia rẽ. Đứng với phía Tổng thống Trump, cũng có không ít ý kiến cho rằng các mạng xã hội này đã chính trị hóa hành động của mình. Ngoài ra, một số nhà lãnh đạo thế giới cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt Facebook và Twitter vì đã vượt quá quyền hạn. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc thiết lập các nguyên tắc quản lý về tự do phát ngôn phải là công việc của chính phủ, của quốc hội, của các nhà làm luật, chứ không phải quyền của các hãng công nghệ tư nhân. Thời điểm ông Trump mới nhậm chức thì ai cũng nghĩ là việc ông thường xuyên sử dụng Twitter sẽ là thỏi nam châm hút người dùng quan tâm đến mạng xã hội này. Thực tế thì đúng là như vậy. Trang MarketWatch có bài viết đáng chú ý với tiêu đề là tài khoản mạng xã hội Twitter của Tổng thống Mỹ thì đáng giá bao nhiêu tiền. Theo ước tính của một nhà phân tích vào năm 2017, ông Trump đã mang về cho Twitter khoảng 2 tỷ đô la Mỹ nhờ thu hút thêm người dùng và giữ chân họ trên nền tảng để đọc các dòng tweet của ông mỗi ngày và lướt qua các quảng cáo trên nền tảng trong suốt quá trình đó. Quyết định đóng cửa tài khoản của Tổng thống thì đã thổi bay 6% giá trị chứng khoán của Twitter trong phiên giao dịch đầu tuần, tương đương mất hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cũng theo nhiều nhà phân tích thì nếu xét về lâu dài, việc đóng cửa tài khoản của ông Trump cũng đem lại lợi ích. Nhiều nhà quảng cáo có thể ngày càng xem các trang mạng xã hội này là an toàn cho thương hiệu của họ, giúp làm tăng giá quảng cáo. Trong lúc nước Mỹ phải đối phó trên hai mặt trận, đảm bảo an ninh cho quá trình chuyển giao quyền lực và chống dịch COVID-19 với số ca mắc khổng lồ hơn 23 triệu ca, thì ở một số nước ở châu Á, câu chuyện về quê ăn Tết âm lịch như thế nào đang nóng lên từng ngày. Và dịch COVID-19 cùng với bùng phát đúng vào dịp xuân vận năm ngoái tại Trung Quốc, với hơn 1 tỷ lượt người đi lại, đã trở thành mồi lửa lan rộng nhanh chóng. Và Tết năm nay thì có lẽ sẽ là một cái Tết chưa có tiền lệ với nhiều người tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Vài ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên tục tăng cao và lan rộng ra nhiều địa bàn tại Trung Quốc. Thứ tư vừa qua, nước này ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau gần 8 tháng. Hàng chục triệu người ở Hà Bắc, Hắc Long Giang và Bắc Kinh đã bị quản lý nghiêm ngặt chuyện đi lại, đặc biệt tại các ổ dịch nghiêm trọng còn phong tỏa. Tỉnh Hà Bắc cũng đang khẩn trương xây dựng trung tâm cách ly tập trung rộng hàng trăm hecta. Nhận định dịch bệnh dễ bùng phát trong đợt xuân vận về quê đón Tết này, Trung Quốc đã thành lập tổ công tác xuân vận gồm 15 bộ ban ngành thuộc Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia nhằm triển khai nhanh các giải pháp chống dịch đồng bộ và quyết liệt. Đợt xuân vận kéo dài 40 ngày sắp tới là một phép thử mạnh đối với ngành chức năng Trung Quốc khi mà mỗi năm có hàng tỷ lượt đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Dù chưa cấm, nhưng phần nhiều ở các địa phương đều khuyến cáo người dân hạn chế nhất việc đi lại trong dịp Tết. Ai ở đâu ăn Tết ở đó. Các trường học, các doanh nghiệp cũng được khuyến cáo linh hoạt cho sinh viên, người lao động nghỉ Tết thành nhiều đợt. Nhiều người cả năm chỉ trông vào ngày Tết để đoàn viên. Thế nhưng trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp thế này thì có lẽ người dân Trung Quốc sẽ thay đổi để thích nghi. Ai ở đâu ăn Tết ở đó. Nếu hành trình về nhà ăn Tết lại khiến cho dịch bệnh bùng phát, lây cho mình rồi lây cho cộng đồng, thì ở yên trong nhà hoặc ăn Tết xa quê lại là quyết định thông minh. Đến năm sau, khi dịch bệnh qua đi thì người người lại có dịp về quê ăn Tết. Và đây cũng là nội dung cuối cùng của mục câu chuyện quốc tế ngày hôm nay.